sương sớm về mương Khương bạc ngàn màu xanh mùa xuân về lá biết mấy yêu thương ơi quê hương vùng cao biên cương về mương Khương quê em hôm nay nhìn vó ngựa len xuống nghiêng vách đá. Đây là lần đầu tiên Hà tới Mường Khương và Hà cũng không nghĩ là ở Mường Khương sẽ có một cái hang động với những cái kiệt tác từ thiên nhiên đẹp như thế này. Tất cả mọi thứ đều rất là hoang sơ và hy vọng sắp tới thì bên Mường Khương sẽ có những chiến lược, những cái cách xây dựng làm sao để khai thác được hết cái hang động này. Và Hà nghĩ đây là sẽ là một cái điểm mà sẽ thu hút khách du lịch rất là đông. Cảm ơn bạn, còn bạn thì sao? Còn với Hiền thì Hiền thật sự đã choáng ngợp khi mà bước vào hang động. Thật sự thì phong cảnh quá là đẹp, quá là hùng vĩ. Nên là Hiền thấy là thật sự rất là xứng đáng cho chuyến đi này. Và Hiền mong là sẽ được quay trở lại đây. Hẹn hò, rộn ràng mùa vui.